Hello mọi người, mình là Minty. Khả năng xin được gửi lời chào đến tổng thể quý vị khán giả của căn bếp vui vẻ. Mình vừa nhận được một số câu hỏi từ bên biên tập của chương trình và bây giờ mình sẽ gọi là bây giờ một thử thách rồi đi, mình thực hiện nhá. Câu đầu tiên, kể tên những món ăn mà mình yêu thích. Mình thì thường thích ăn những món như món canh hồng này, rồi rau mình là đạo rau cùng rau mọi người. Là món đặc trưng của Sài Gòn là cơm tấm này, canh chua, các cầu thủ. Câu tiếp theo, cảm nghĩ của bạn về đối thủ Hải Đăng hôm nay, bạn bao nhiêu phần trăm bạn nghĩ mình sẽ thắng? Mình tự tin lắm, mình lúc nào cũng tự tin vào bản thân mình, cho nên là 100% là cho biết mình thôi. Chứ thắng hay không thì cứ vào chương trình để xem nha mọi người. Thật sự là không dám khinh thường đối thủ, luôn đặt cao đối thủ lên cao để khi mà trận đấu mình đã phải đối với bất ngờ. Bao nhiêu phần trăm mình sẽ chiến thắng thì luôn luôn Hải Đăng là có một cái tinh thần phải đặt cái niềm tin của mình cao nhất, nó gọi là được hấp dẫn. Mình nghĩ mình thắng mình sẽ thắng, cho nên là phần trăm Hải Đăng nghĩ là sẽ là 100 trên 1%. Bạn nghĩ mình sẽ chọn về đội nào thì đang nghĩ là ta sẽ chọn về đội Thị Khải Như, vì đang có biết Thị Khải Như trước đây, nên là khi về chị có gì chị sẽ đỡ giùm cho em. Thì trước giờ mình rất là hay xem các vở kịch và các phim mà chị Khải Như tham gia, và rất là hâm mộ chị Khải Như và rất là yêu mến chị Khải Như. Chắc chắn là mình sẽ cố cách tìm đủ mọi cách, gọi là đủ mọi thủ đoạn để về với đội chị Khải Như. Chia sẻ về project năm nay của bạn, năm sắp tới thì vừa rồi về do là tình hình dịch cho nên là mình đã phải rời cái gọi là cái project, gọi là một cái dự án debut của mình với tư cách là một ca sĩ solo. Tại vì trước đấy là mình, mọi người cũng biết là mình ao một nhóm nhạc từ Hàn Quốc về, cho nên là mình về tại Việt Nam bây giờ thì mình đang hoạt động với muốn hoạt động với một tư cách là một nghệ sĩ tự do và một nghệ sĩ độc lập. Cho nên là mình, các dự án tiếp theo của mình là các dự án về âm nhạc và sẽ một chuỗi các bài hát để mình ra mắt với tư cách là một nghệ sĩ solo với nghệ danh là Minty. Như quý vị biết là sau khi Hải Đăng về Việt Nam, Hải Đăng có ra mắt một cái MV Hôm Nay Em Cưới Rồi, và có rất là nhiều dự định, nhưng mà tại vì mọi người cũng đã biết là cái khoảng thời gian vừa rồi là tất cả project cũng đang dừng lại, tại vì về dịch. Thì sắp tới Hải Đăng sẽ cho ra một MV mới mang tên là Suốt Đời Không Xứng, sáng tác của nhạc sĩ Vương Anh Tú. Sắp tới này thì mong quý vị đón nhận cái khúc này nha. Có định theo khả năng định theo công việc suốt sau này sắp tắm sắp tắm thì không giấu như quý vị là đây là giống như một cơ duyên, cái gì đó rất là tình cờ mà khả năng được nhận vai tiền trong cái phim tắm sắp tắm. Thì Đăng nghĩ là sự tự nhiên thì Đăng cũng sẽ cố gắng trau dồi thêm tốt hơn trong những cái bài diễn sắp tới. Còn mọi thứ còn lại thì Đăng cứ để tự nhiên mình có thì mình sẽ diễn thôi. Và mọi người ơi, hãy đón xem căn bếp vui nhộn 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Nếu mọi người không kịp xem sóng ở trên truyền hình thì mọi người có thể xem online lại ở trên kênh YouTube là Madison Media Group nha mọi người. Mọi người cũng đừng quên follow fanpage của căn bếp vui nhộn nha. Bye. Căn bếp vui nhộn phát sóng lúc 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên HTV7.